Xin chào mọi người đến hội thảo Cash Plasma Việt Nam 98. Hôm nay mình sẽ tóm tắt lại hội thảo tìm kiếm kiến thức tiếng Anh 281 đến 284. Trước khi bắt đầu chia sẻ những mấy hội thảo đó, mình sẽ chia sẻ một chút linh tinh về cụ thể về cái giáo dục này. Và đó cũng một phần của thầy Keshe cũng nói linh tinh nhiều thứ trong mấy cái hội thảo và đã lặp qua lặp lại nhiều lời. Mình sẽ tóm tắt gọn gàng lại và bỏ những mấy phần cái mình thấy không cần thiết gì lắm. Nhất là nhiều phần nói về chính trị quốc tế, nói về nước Mỹ, Iran, đấu đá, chiến tranh nhau, xem ai mạnh ai yếu. Thì mình sẽ bỏ qua đó một phần, mình sẽ tập trung về cái công nghệ này. Công nghệ Cash Plasma thì thầy Cash bỏ ra mấy hội thảo gần đây để giải thích rõ ràng hơn về mục đích của công nghệ này. Thì ông cũng chia sẻ làm GANS, làm MaGrav, áp dụng cho y tế, nông nghiệp, năng lượng. Đó là trò chơi của dân gian, trò chơi cho vui, chứ không đó không phải là mục đích chính với công nghệ này. Nhưng học cũng phải là cho vui, học cho thú vị. Thì cách làm GANS, cách áp dụng nó, cách làm MaGrav, đó là một cái trò chơi cho vui, giúp cho mình hiểu biết thêm về mục đích của công nghệ này và cái giáo dục này. Cái hướng dẫn của thầy Keshe là một cái cụ thể đơn giản, nó không có phức tạp, hướng dẫn cho mấy người chưa biết về thế giới tâm linh, chưa biết về thế giới khoa học, cho một cái ý tưởng. Đầu tiên là cho những mấy người không biết về thế giới tâm linh, cái tồn tại của linh hồn, nó nằm ở đâu, nó như thế nào. Sau đó cho người ta biết về vũ trụ, ông trời, thượng đế, source, spirit, thần thánh, thiên thần, những cái từ mà để cho hình dung tất cả là một những cái từ mà để cho mấy cái từ nó sẽ không có hình dung được, không có thể hình dung được, gọi là cái source, cái spirit, cái FE trong cái khoa học của cô Ashayana Deane gọi là FE, những cái ngôn ngữ con người không có thể hình dung mà giải thích được cái bao la của source, spirit, của ông trời như thế nào. Nhưng là giúp cho một người sau này qua cái trải nghiệm mình có thể giác ngộ hay là nhận thức nó như thế nào qua cái trải nghiệm của mình. Đầu tiên là hiểu biết nó tồn tại, ông trời là ai, linh hồn mình là gì. Ông trời và linh hồn mình, ông trời và linh hồn của con người có quan hệ như thế nào. Đầu tiên là con người sẽ phải hiểu thêm về bản thân của họ. Qua công nghệ Cash Plasma giúp cho con người hiểu thêm về bản thân của họ và linh hồn của họ, mục đích của họ như thế nào, và quan hệ của họ với thượng đế, ông trời, vũ trụ như thế nào. Sau khi mọi người biết về chủ đề đó rõ ràng hơn một chút, thì thầy Keshe nói có thể dẫn mấy người trở về nhà. Trở về nhà trong cái câu này nghĩa là sao? Nhà mình ở nước Mỹ, nước Việt Nam hay là địa cầu nào? Thì cái câu trở về nhà nghĩa là cũng giống như đạo Phật, đạo Chúa nói mọi thứ là một. Trả lại Bắc, đưa mấy người trả lại source, là thành nhất với vũ trụ, thành một với ông trời. Để hiểu đó, để hiểu được cái người ta phải mất một chút thời gian. Thì mình cho mọi người hiểu biết. Vì hiểu biết được bao nhiêu, nhận thức được bao nhiêu thì phụ thuộc cho mọi người. Thì đó một cái quá trình của cái giáo dục này là giúp cho mọi người hiểu biết thêm về bản thân của họ, linh hồn của họ. Và sau khi họ biết được rồi, có thể dẫn họ đi con đường trở về. Đó là một đường cầu tiến, biến đổi thiên nhiên của vũ trụ, con đường khoa học và con đường tâm linh là một đường. Con đường mở rộng tâm thức, con đường trở lại thành nhất với vũ trụ. Đó là con đường biến đổi đường tiến hóa của con người. Thì nhiều người, nhiều nhóm, nhiều ngành giải thích nhiều từ. Trong thế giới tâm linh của phương Đông gọi là thu hút năng lượng, trong khoa học gọi là tiến hóa của con người, trong giáo dục của cô Ashayana Deane gọi là energy acquisition, nghĩa là mình thu hút năng lượng vào để mở rộng tâm thức của mình. Và sau này mình sẽ giúp cho mọi người định nghĩa lại thời gian là gì. Tại khi mà mình hiểu được thời gian là gì và trong cái quá trình biến đổi nó ảnh hưởng mình như thế nào, là giúp cho mọi người hiểu rõ ràng hơn là thời gian là cũng giống như một cái đĩa CD. Thời gian là một cái trường, một cái năng lượng, nó phát ra một trong cái tốc độ ổn định. Trong cái chu kỳ của nó, mình tiến hóa đến đâu là phụ thuộc theo cái chu kỳ nào của năng lượng đó, đến đâu rồi. Ban đầu nghe đó mỗi người có thể chưa hình dung được, sau này khi mà trải nghiệm qua, thấy qua nhiều thức giải thích rõ ràng hơn thì mọi người sẽ hiểu. Nhưng sau này khi mà trong vòng vài tuần nữa mình sẽ tạo một cái video để hướng dẫn thêm rõ ràng hơn làm sao trả lại thành nhất với vũ trụ, làm sao biến mình và ông trời thành một. Đó là một cái con đường tiến hóa trả lại, nó rất là khoa học, nó rất là chi tiết. Thì mình sẽ chia sẻ câu bước A đến Z phải làm thế nào, đi đến nào, mình đang ở giai đoạn nào, tình hình trong vũ trụ đến giai đoạn nào. Ông thầy Keshe đã chia sẻ cụ thể, nhưng mà ông bỏ ra rất là nhiều thứ trong cái thực tế, trong cuộc sống, trong cái giai đoạn này. Ông chỉ nói đơn giản cho người ta hiểu, chứ mở rộng cái tầm nhìn. Cái con đường phi thực hành nó phải bao gồm cái thực tế của hiện tại bây giờ. Tại vì ông đi con đường chính trị nên ông phải cẩn thận lời nói và phải bỏ ra nhiều thứ. Và không tiện nói nhiều thứ ban đầu. Tại vì khi mà nói hết ban đầu có nhiều người sẽ không chấp nhận được, để nó qua cái tầm nhìn, cái tầm thức của mọi người. Ông đi từ bước, nhưng giống như đầu tiên dùng cái năng lượng miễn phí để kéo mọi người vào công nghệ này. Sau đó giới thiệu cho một người cái linh hồn là gì, cái free plasma, cái năng lượng plasma là gì, cái linh hồn mình là gì. Sau đó giới thiệu thêm cái là soul of the creator, linh hồn của ông trời. Sau đó giải thích cho mấy người có quan hệ đó. Thì mỗi người phải trải nghiệm, hiểu biết thêm về bản thân của mình, linh hồn của mình và cái quan hệ của bản thân của mình với ông trời như thế nào, và đi trên lợi thành nhất với ông trời, vũ trụ như thế nào. Thì qua cái giáo dục của cô Ashayana Deane, mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn cho mọi người không còn hồ đồ nữa. Tại vì qua cái giáo dục của xã hội, của đạo, của trường, có đủ thứ cho con người mơ hồ nhiều thứ, giống như là địa ngục, thiên đàng, tôi chết xong rồi tôi biến thành mây trắng, hay là sau tôi chết cuộc sống sẽ bắt tiếp theo như thế nào, làm cho người ta mơ hồ mà sợ hãi nhiều thứ. Khi mình hiểu được, biết được cái quá trình trò chơi này như thế nào, cái sợ hãi và cái màng vô minh của mình nó càng ngày nó càng mỏng. Mình không sợ hãi chết nữa, tại vì mình biết rằng sau cuộc sống như thế nào. Và cái xác này là một cái công cụ của mình, chứ không phải mà tất cả hết. Thì mình sẽ giải thích cho mọi người hết cái quá trình đó, cho bỏ đi một số sợ hãi và làm rõ ràng những mấy cái chuyện mà không có thật, làm cho người ta bị ám ảnh như là địa ngục hay là thiên đàng như thế nào. Mấy cái đó không có tồn tại. Khi mà mình đưa ra một cái đường rõ ràng hết cho mọi người thấy cái quá trình đi như thế nào, mình hiểu biết mình là ai, linh hồn của mình như thế nào, nguyên cái quá trình tiến hóa, mở rộng tâm thức và con đường ông trời như thế nào, thì người ta sẽ không lợi dụng được cái vô thức, cái thiếu hiểu biết của mình để kiềm chế mình nữa. Mọi người có thể tự làm chủ, tự làm minh xứ bản thân, không cần người trung gian để kết nối mình với ông trời nữa. Thì đó là một cái đích chánh của công nghệ Cash Plasma, giúp cho mấy người trả lại thành một với ông trời và hướng dẫn cho người đi trở về nhà thành một. Thì con đường đó rất là dài, chứ không phải ngắn gọn. Nhưng đầu tiên là mở con người cái tầm nhìn để thấy được cái quá trình đó. Và con người không cần gấp đi cái lợi thành nhất với vũ trụ, tại vì mỗi người từ gốc, từ thượng đế, từ ông trời đi ra, chứ không phải mà từ trong không mà biến thành một. Mỗi người từ nguồn gốc của vũ trụ, của ông trời biến hiện thân ra để trải nghiệm và quay trở lại. Nên mình không cần gấp. Nếu mà đó một cái sở thích của con người để mở rộng tâm thức, để có năng lực vô biên, thì đó là cái lựa chọn của họ. Nhưng những cái giới hạn mình bỏ trên bản thân của mình, đó là chỉ giúp cho mình trải nghiệm để khám phá thế giới này thôi. Chứ thật sự, như mình nói nhiều lần, làm được hay không là qua một cái suy nghĩ của con người. Đó là một cái nhận thức. Sau này mọi người tự giác ngộ, tự hiểu được là khi mình bỏ những cái giới hạn bản thân của mình là mình có thể làm được nhiều thứ. Tất nhiên là mình không có thể làm hết tất cả, nhất là trong cái thế giới 3D này, nó có quy luật trò chơi của nó. Dù mỗi người là thượng đế hay là ông trời không có phá quy luật đó được. Đó là một cái trò chơi chung của mọi người. Nên phải hiểu được cái trò chơi đó như thế nào để mới phát huy khả năng hết bản thân của mình. Mình làm sao chơi cái trò chơi đó. Thì một cái góc độ nhìn khác như thế giới này, như thế này nè, con người khi mà chưa biết về linh hồn của mình, chưa biết về ông trời như thế nào, nhiều người đã chơi game rồi, chơi game điện tử, trong đó nhất là trong mấy cái game role playing game trên mạng, có những mấy gọi tiếng Anh gọi là NPC character, non-player character, là những mấy người mà vi tính nó điều khiển chứ không phải mình điều khiển. Nó phản ứng tùy theo mình bấm nó trả lời như thế nào. Thì con người chơi thức tỉnh cũng giống như đó. Cái nhận thức, cái hiểu biết nó rất là giới hạn. Sau khi bắt đầu mình thức tỉnh, mình hiểu được về bản thân của mình là ai và cái mình học như thế nào, mình trở thành giống như là một cái character. Mình kiềm chế trong chơi game, mình chỉnh nó đi đây đi đó. Nó không phải là tự điện tử nữa, làm nó không bị con người điều khiển. Đó là một cái giai đoạn khác nữa, là nó đủ ý thức rồi, nó biết, nó có thể đi vòng vòng khám phá đủ thứ hết trơn. Nhưng sau này một cái tầm nhìn mở rộng hơn nữa là nó biết có anh nào hả cô nào ở sau cái máy vi tính đang bấm nút nó để điều khiển nó. Nó có thể nói stop, ngừng lại, để bình luận bàn thảo, để hai người nó và người ở sau máy vi tính để hợp tác với nhau, để sáng tạo, để khám phá, để chơi thế giới này. Đó một cái giai đoạn thức tỉnh, nó giống như con người bây giờ. Nhiều cái thức tỉnh, nhiều cái giai đoạn để làm con đường trở lại thành nhất của vũ trụ, là mình muốn cùng sáng tạo với vũ trụ như thế nào, trong giai đoạn nào, tùy theo cái tâm thức của mình, nhận thức của mình, và mình nên thức tỉnh đến mức độ nào. Thì con người khi mà họ chưa thức tỉnh, chưa hiểu biết thêm về linh hồn và bản thân của họ, họ đi sống hàng ngày, đi làm, đi kiếm tiền, nuôi con, cưới vợ, cưới chồng. Đó là tất cả cuộc sống của họ. Khi bắt đầu thức tỉnh lên một chút xíu, mình hiểu thêm và mình thắc mắc về bản thân của mình, mục đích của mình xuống đây, thì mình bắt đầu nhìn cái góc độ khác về cái thế giới. Mình không đi theo cái cuồng chảy nó nữa. Mình đi kiếm gì có ý nghĩa hơn trong cuộc sống. Đó là một giai đoạn bắt đầu thức tỉnh. Thức tỉnh sâu sắc hơn nữa là mình biết mình là ai, xuống địa cầu này để làm gì, mình làm sao mình có thể sáng tạo với vũ trụ để khám phá thế giới này hết mình, sống thoải mái. Mình không bị phụ thuộc theo cái vô minh của mình nữa. Thì cái công nghệ này sẽ giúp cho mọi người từ đến ngủ say mê đến con đường thức tỉnh, để hiểu thêm, để biết làm sao đi đến giai đoạn cuối cùng và làm sao phát năng khả năng của mình tối đa, chứ không bị môi trường và những thế lực khác ảnh hưởng đến trải nghiệm của mình. Nó đơn giản như vậy thôi. Đó là một cái lý do tại sao khi mà con người bắt đầu thức tỉnh, có đủ nhận thức được rồi đó, khi mà đi xẻ công nghệ Cash Plasma này, nó phụ thuộc trên tùy duyên. Mình không có thể ép người ta đi theo công nghệ này, hãy nhìn một cái góc độ nào đó. Mình phải tôn trọng mọi người trong cái giai đoạn của họ, trong cái hiểu biết của họ. Mình có thể chờ đợi, mình có thể góp ý, chia sẻ. Chấp nhận hay không là phụ thuộc cho mọi người. Không chấp nhận thì mình tôn trọng giai đoạn, đó của họ và đi tiếp theo. Cái mình có thể làm là làm chuẩn bản thân của mình, nghĩa là phải hiểu biết thêm về bản thân của mình, mở rộng tâm thức của mình, đặng mình có thể cùng sáng tạo với vũ trụ, đặng mình có thể phát cái năng lượng ánh sáng giúp cho mọi người xung quanh mình cân bằng, chứ không phải một người để tạo những mấy cái xích mích, để tạo những mấy kích thích để thu hút cái năng lượng của mấy người khác, thu hút cái năng lượng môi trường để nuôi bản thân của mình, để làm thỏa mãn bản thân của mình. Cái công nghệ này nó rất là nhiều cái tác dụng, rất là nhiều cái trò chơi vui để giúp cho mình cùng sáng tạo, cùng mở đường và đi trở lại vũ trụ. Khi mình hiểu biết được cái trò chơi như thế nào và cái tác dụng của nó, khi mình hiểu được cái cụ thể, mình có thể biết áp dụng GANS, MaGrav, những cái thiết bị mỗi người làm để hỗ trợ cho con đường thức tỉnh, cho con đường giúp cho mọi người cân bằng như thế nào. Đó là một cái tầm nhìn cụ thể, nên mỗi người đừng có phải ngừng lại, quan sát một chút xíu, bước lại 3 bước, nhìn một cái hình cụ thể hơn thì sẽ thấy cái quy luật của trò chơi như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu, mình chỉ nói đến đó thôi, sau này mình sẽ nói tiếp, tại vì đó là một cái mục đích lớn của công nghệ này, của cái giáo dục này, là giúp cho mọi người hiểu thêm về bản thân của họ và sống có nhận thức hơn, ý thức hơn, để có thể đi trở lại về nhà, thành nhất với vũ trụ, thành nhất với ông trời. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chia sẻ về cái hình ảnh này, tìm một cái trò chơi về hiểu biết thêm về năng lượng. Thì ông thầy Keshe trong cái công nghệ này cho mọi người biết về cái áp dụng cái ăn uống của mình. Khi mà mình lấy 80% năng lượng trong mỗi trường và cái thức ăn chỉ có 20%, khi mình ăn đồ thực phẩm vào cơ thể của mình giống như đây, là mình biến nó thành GANS, mình lấy cái năng lượng của nó hút vào trong cơ thể của mình, chứ nó không có vào trực tiếp vào cơ thể của mình giống như kiểu biết trước đây. Thì bên đây bên phải là cái hình thức lúc nào cái quy luật cơ bản của vũ trụ, mạnh đến yếu. Quy lực của vũ trụ là phải giúp cho mọi thứ cân bằng trở lại. Đó là một cái từ có thể hình dung là gọi là unconditional love, yêu thương vô điều kiện. Cái từ yêu thương vô điều kiện là một cái năng lượng cao nhất để giúp cho mọi người cân bằng trở lại. Nó không có phân biệt thằng này người xấu, thằng này người tốt, thằng này no good này nọ. Nó cho đó là tình thương của vũ trụ, love. Là một cái rung động, một cái năng lượng nó không cần phân biệt gì hết trơn, giúp cho mọi thứ cân bằng và bằng lại giống như nó. Đó là một cái năng lượng mạnh nhất. Cái năng lượng mạnh nhất của vũ trụ là cái năng lượng tình thương. Đó là cái tình thương, là cái từ giải thích thôi, chứ thật sự đó là một cái năng lượng. Ta cho nó một cái tên gọi là tình thương, tại vì nó không có phán xét, nó không có này nọ để giới hạn, nó cho vô điều kiện. Thì mình đừng có tập trung, đừng có chấp nhất về mấy cái từ. Mọi thứ trên thế giới này là năng lượng. Quy lực năng lượng của vũ trụ là cân bằng. Giống như là ở đây nhiều người đã trải nghiệm qua. Cái này là chỉ liên quan với mấy người nhạy cảm thôi, về năng lượng, nghĩa là mỗi người đã trải nghiệm cái này mà không giải thích được về sức mạnh đến yếu. Khi mà mình mạnh á, cái năng lượng mình phát xung quanh giúp người ta cân bằng trở lại. Ta thiếu gì? Ta thiếu tình thương, ta thiếu cái lòng quan tâm, ta thiếu đủ thứ hết trơn. Khi mình cân bằng về bản thân của mình là mình đi xung quanh mình gọi là một cái ánh sáng, một cái lighthouse, một cái ngôi sao phát năng lượng giúp mọi người cân bằng, tại họ thiếu về nguyên tố đó. Khi họ không có, khi mình không có mình sẽ lấy cho người khác. Mình lấy những gì? Mình lấy những cái đau khổ của người ta, lấy những cái năng lượng thấp của họ. Đó là tại sao nhiều người nhạy cảm gặp những mấy người mà chia sẻ là buồn, họ đuối như trái chuối gì đó, sau khi người bạn đến than thở về vợ chồng gia đình của họ, họ đi họ thấy thoải mái dễ chịu, mình đuối những trái chuối. Tại vì mình thiếu cái năng lượng thấp đó, mình không có, hay là mình có rất là ít, nên mình trong cái quy luật này năng lượng thấp đó mình không có, mình yếu hơn họ, mình lấy hết năng lượng xấu đó trả lại thành một phần của mình, giúp cân bằng hai bên trả lại. Rồi cái năng lượng của mình mạnh mình cho lại người ta, nên người ta đi là thấy thoải mái, ta xả hết cái năng lượng xấu yếu và mình lấy hết cái năng lượng đã xấu biến thành phần của mình, là mình thấy khó chịu, mình phải mất một thời gian để cân bằng cái lợi. Đó là một cái quy luật mạnh đi đến yếu mà trong cuộc sống hàng ngày mình đã trải nghiệm qua mà mình không có lưu ý hay là cái ý thức về nó, và tại sao mình thấy khó chịu hay mệt mỏi khi mà mình chạy theo cái đường cuộc sống của người ta, khi mà ta đến mình là than thở về đủ thứ một hoàn cảnh hết trơn. Thì đây giải thích thêm về cái tế bào của mình, khi mà đỏ là đồ ăn trong nhiều giai đoạn của cơ thể của mình, ở trên là nhiều bộ phận của mình, như là bao tử ở đây, đây là một cái bao tử lớn, bao tử nhỏ ở đây. Khi vô đây thì nó tạo ra một cái hoàn cảnh là nó yếu hơn, nó yếu hơn cái môi trường. Môi trường cái năng lượng chạy vào thì trong cái tế bào của mình nó sẽ hút năng lượng xung quanh môi trường. Những cái này nó sẽ mạnh hơn trong cái tế bào xung quanh mình, nó sẽ cho, nên cái này khi mà cái gas này, cái thực phẩm này vào cơ thể của mình, nó cho xung quanh cái tế bào mình nhưng nó vẫn yếu hơn trong môi trường. Thì cái năng lượng trong môi trường nó đi vào cũng giống như bên đây thì cái giải thích là hai miếng giảm đau, một miếng mạnh, một miếng yếu. Thì nó từ A chạy qua B hay là E, B chạy qua A, thì chính giữa là cái cơ thể của mình là mình chỉ thu hút cái năng lượng đó mình thiếu. Thì cái quy luật cái vũ trụ cũng giống như vậy. Khi mình ăn vào cái thực phẩm, vào cái intestine, vào mấy cái ruột lớn của mình là nó yếu hơn cái môi trường, thì năng lượng trong môi trường nó chạy vào. Mình làm giống như cái thực phẩm này là làm như một cái đá 500, nó hút hết những cái năng lượng trong môi trường mình thiếu vào những cái tế bào mình có thể áp dụng. Và dưới đây nó đi ngược lại, dưới đây nó dọn dẹp, nó yếu hơn nên là sẽ hút hơn, nó phải yếu hơn. Nó một mặt là nó hút hết những mấy cái dư thừa vào nó, chứ không phải nó cho giống như hồi nãy. Trên đây thì nó cho qua cái tế bào, hút cái bào này bây giờ những mấy cái như mình nói hồi nãy đó, những mấy cái phế thải, cái dư thừa nó hút vào cái đây là nó đẩy qua cái cơ thể của mình. Cũng như câu chuyện hồi nãy mình chia sẻ vào cái người bạn đến chia sẻ của mình than thở về cuộc sống gia đình hay công việc gì đó, những cái năng lượng xấu đó mình hút vào đây mình yếu, thì ở đây nó đưa tạo năng lượng này nó yếu, nó hút những mấy cái này cái dư thừa trong đây vào vô cơ thể nó tẩy ra, đẩy ra ngoài thành cái phân của mình, biến thành vật chất và đẩy qua thành cái ra ngoài thành cái phân của con người. Và ở đây thầy Keshe giải thích về cái tác dụng của muối trong cuộc sống, trong cơ thể của con người, cái liên hệ như thế nào về năng lượng và vật chất. Cái muối nó rất là cần thiết trong cái cơ thể của mình, là không nó con người không có tồn tại được, tại vì nó lấy có thể tạo ra những biến thành cái năng lượng, thành những mấy cái vật chất mình cần. Ví dụ đi, muối có thể kết nối với ion natri chloride, có thể kết nối với nhau thành cũng giống như cái sức mạnh về năng lượng của nó, cũng giống như là sắt trong cơ thể của mình, nó thay thế cho đó. Thì những cái muối khác nhau, cái trường nó có thể thay thế cái kim loại trong cơ thể mình, cũng giống như là sắt, đồng và kẽm. Tại muối thì khi mọi thứ trong kim loại vào cơ thể của mình nó đã trong trạng thái GANS rồi, là trong cái trạng thái năng lượng chứ không phải trong trạng thái vật chất. Nên muối trong cơ thể của mình, cái tác dụng của nó tương đối giống như là một cái kim loại trong cơ thể của mình. Ở đây là thầy Keshe giải thích rõ ràng hơn nè. Thì ở đây mình có sắt là 56. Ok, bây giờ 56. Ở đây là chloride là 35. Thấy bạn ở đây là 35 trên đây. natri là khoảng 22, mình để ở đây là 57. Thì 57 sắt thì khoảng 56. Thì trong cái bản đồ nguyên tố, số không cần chính xác, nó gọi là isotope. Tại cái số này là cái số ổn định, chứ thật sự sắt nó từ 40 mấy đến 60 mấy đặng, chứ không phải là 56. Số 56 là số ổn định nhất. Nhưng trong bạn thấy muối natri chloride có thể tương đối với năng lượng sắt trong cơ thể của mình để thay thế. Kali cũng giống như vậy. Và thêm một cái nữa là ví dụ đi magie ở đây là 24, natri là 23, ở đây là 24, 23 thành 1. Nắng muối nó trừ với nhau, nó tạo ra hero trong cơ thể của mình. Nên mình có thể dùng nó để tạo ra acetamin hay này nọ. Không phải mà chỉ cộng nhau mà phải trừ. Đó là một cái góc độ nhìn khác về những cái nguyên tố trong cái bản đồ nguyên tố này, và một cái góc độ khác nhìn về muối. Thêm cái là natri và kali là 23 plus 39 là 62. 62 là gì? Có thể là đồng hay là kẽm, tùy theo nó theo cái isotope nào, trong cái range nó như thế nào. Ok, thêm cái này nữa thầy khách nhắc nhở về CH3. Trong cái quá trình mình làm nó, nhiều người không lưu ý. Tại sao có một miếng nhôm hay là kẽm, phải nhôm xin lỗi, kẽm mạ sắt, kẽm ở ngoài là 65, đồng có thể là nano đồng có thể 60, 59, nó thành ra một số 6 là cho tạo cái trường cho carbon. Thêm một cái nữa là trong đây là iron là sắt là 57, 57 và 60 là 3 là H3 ở đây, nên mà đó là tại sao mình có thể CH3 trong cái môi trường đó. Đó mình dùng natri chloride nó tạo ra đó. Khi mình bỏ, khi trong quá trình này nữa mình bỏ cây sắt xuống đây, nó sẽ tạo ra hemoglobin là máu đỏ. Nhưng nếu mà mình dùng cái dung dịch này mà mình không dùng dung dịch của natri chloride mà mình dùng muối magie, nó sẽ tạo ra không, khi mình bỏ sắt vào nó sẽ tạo không phải là máu đỏ mà máu xanh của mấy cái cây giống là chlorophyll. Tại vì magie là cái máu của mấy cái nó tương đối cũng giống như là sắt trong cơ thể con người, iron, nhưng mà cái cây cõi nó không có đó, nó dùng magie. Mà trên đây có acetamin nữa thì cách nhắc nhở cho lại. Mỗi cái gas mình làm ở trên, cái acetamin nó khác nhau hết trơn, và nó phụ thuộc vào cái môi trường. Khi mình làm cái CH3 này, xung quanh nó có cái gì, mình đang làm đồng hay là mình đang làm CO2 hay không. Mỗi thứ mặc kệ mình làm CH3, CO2, CuO2 hay là kẽm, nó phụ thuộc vào môi trường. Nhất là những mấy người họ làm một đống ngay một chỗ, nó sẽ ảnh hưởng với nhau. Đó là tại sao mỗi người làm GANS không giống nhau hết trơn, tại nó phụ thuộc trong cái môi trường của họ và họ có gì trong phòng. Cũng giống như mình, trong phòng mình có thập cẩm năng lượng hết trơn, khi mà làm ra cái CO2 nó không giống ai hết trơn, đã có đủ thứ năng lượng trong đây hết trơn. Mọi người nó phụ thuộc, tại vì mỗi người sống theo cái hoàn cảnh. Lý thuyết là mình làm trong cái môi trường nó tinh thiết, không có mấy năng lượng khác, nhưng đó phụ thuộc theo hoàn cảnh của mọi người. Nhất là mọi người Việt Nam giống như mình bây giờ đang sống trong một cái phòng thôi, mình muốn tách nó ra cũng không được nữa, không có không gian và địa điểm để tách nó ra riêng biệt, thì mình từ cơ ứng biến theo cái môi trường. Nhưng đó một cái mình phải lưu ý cái khác biệt của mỗi năng lượng của mình làm. Và ngoài cái môi trường năng lượng đó, mình dùng cái muối gì, mình bỏ kim loại nào trong đó, mình bỏ thêm những cái gì trong đó, và cái tầm của mình, cái mong muốn của mình, cái intention của mình, cái ý của mình khi mình làm cái gas này để mục đích là làm gì. nó sẽ ảnh hưởng ra cái sản phẩm của mình. Cái nhiều người đừng có quên cái sức mạnh của cái ý của mình, nó sẽ kèm theo mình cái GANS này, nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều. Đó là tại sao một phần nữa, tại sao nhiều người nói hai người làm cái GANS giống nhau, một người làm hiệu quả hơn, tại nhiều người một người kia có thể làm tâm thức hơn, có ý thức hơn, có mục đích khi họ làm cái đó, chứ họ không làm vô thức vì thấy những cái GANS là một cái công cụ thôi, chứ không phải một cái năng lượng, một cái tâm thức, và không gợi ý muốn của mình. Họ làm để chứng minh gì đó chứ không phải mà để làm cho có cái tấm lòng trong trọng. Cái từ mình dễ không là cái tấm lòng. Dù mà kệ mình làm GANS hay là mình nấu ăn hay là mình trồng nào đó, cái tấm lòng của mình nó sẽ ra cái sản phẩm khác. Nhất là nông nghiệp, tại sao người trồng được, người trồng không được? Đó là cái không phải mình sanh ra, có tiếng Anh gọi là green thumb, không phải, đó là tình thương, cái quan tâm khi mình bỏ ra những mấy cái cây cõi mình trồng, mình chăm sóc như thế nào, mình tỉ mỉ như thế nào. Hay tôi trồng tôi gãi một chút xíu, nó lên ăn được, không lên này thôi, không có quan tâm trong đó. Đó là tại sao cái cây nó không lớn mạnh. Những người mà bỏ cái quyết tâm trong đó, cái tấm lòng để chăm sóc nó hàng ngày, cái tình thương đó là một cái năng lượng, cái cây cõi nuôi nó mạnh mẽ hơn. Chỉ mấy người mà coi nó là một cái công cụ, một thực phẩm để họ ăn thôi, mà không quan tâm gì những cái gì họ trồng. Cái này thầy cái chia sẻ về cái GANS trong cái môi trường nó phụ thuộc, nó ảnh hưởng cái nhiệt độ của con người bị ảnh hưởng như thế nào. Nhưng mình bị sốt, khi mình sốt đến 43-44 độ mình bị hư não. Tại sao? Tại vì trong đầu óc, trong cơ thể mình nó phụ thuộc vào cái cohen là cái acetamin, cái carbon, oxy, hero, nitơ. Khi mình cộng hết mấy cái đó nó chỉ có 43 thôi à. Những cái nhiệt độ khi mà hơn 43 là những mấy cái này nó sẽ mất cái kết nối của nó với magie hay là kali hay là đồng. Mà khi mình nghe chỗ này mình giải thích thêm một cái nữa là CO2 là 44. Đó là tại sao CO2 có ổn định để cái cảm xúc cơ thể của mình. Tại vì nó là 44, nó mạnh hơn 43, nó giúp cho cái acid amin trong cơ thể của mình cân bằng trở lại. Tại vì nó 44, acid amin, cohen chỉ 43 thôi. Nó trả lại cái quy lực trong vũ trụ mình nói hồi nãy, mạnh cho yếu. Đó là nên tại sao khi cơ thể mình mất cân bằng, mình dùng CO2 nó sẽ cân bằng trở lại. Và mình dùng kẽm để cân bằng cảm xúc của mình, chứ không phải CO2. CO2 là cho cái cảm xúc của cơ thể, những cái tế bào trong cái cơ thể của mình. Kẽm là cảm xúc cho thằng trên đây, cái đầu óc của mình. Và khi mà nhiệt độ nó đến 43-44 là những cái acetamin nó sẽ mất cái kết nối với cái magie, những cái sức mạnh nó không có. Mình có thể nói là sốt, nghĩa là cái năng lượng nó cao quá, cái trường năng lượng xung quanh cái môi trường nó mạnh quá, nó làm cũng như là axit vậy đó, nó làm cái gã hết những mấy cái cấu trúc. Cũng giống như là mình bỏ cái thực phẩm vào axit nó sẽ làm gã hết, thì cái nhiệt độ là một cái trường, nó sẽ làm gã hết những mấy cái kết nối, cái quan hệ của những mấy cái cohen và những mấy cái khác với nhau. Nếu mà mình có thể đúng, mình đến này đến cái này phù hợp hơn. Nếu mà cái tạo được nhiều cái cohen, ví dụ đi kali, cái kali mà canxi và cái cohen, cái acetamin mình, nếu mà mình có thể tạo được một cái kết nối khác cho cái năng lượng nó đi qua cái cơ thể của mình, một cái đường thoát ra những cái nhiệt trong cái môi trường, mình cho nó thoát đi con đường khác thì mình sẽ không bị ảnh hưởng. Mình có thể ở trong cái nhiệt độ 700 độ hay là trừ 700 độ. Nếu mà nó một cái hệ thống nó thoát ra được. Thì đó có liên quan đến tại sao những mấy trong cái giữa địa cầu của mình hay là trên mặt trời, những có mấy cái tế bào hay là cái gọi là cái bacteria nó sống được. tại vì nó cái hệ thống có thể đẩy ra là nó không có ảnh hưởng với cái acid amin và cái kim loại trong cơ thể nó con đường đi ra. Thì con người khi mà tạo cái môi trường đó, trong cái hoàn cảnh đó, thì mình sẽ không bị cái pressure hay cái temperature hay là cái nhiệt độ nó ảnh hưởng nữa, nếu mình cho nó một con đường thoát ra. Thì đó, cái này là khi mà nhiều người bị phỏng đi, bị phỏng cái da mình nó bị chóc, nó bị sưng lên, tại sao mình dùng CO2 nó giúp cho mình lành nhanh hơn? Tại CO2 nó sẽ hút hết cái nhiệt dư thừa đó đó, những cái năng lượng dư thừa, nên cơ thể mình sẽ trả lại cân bằng trở lại. CO2 là một cái cấu trúc quan trọng sau này, nếu mình có thể áp dụng nó làm sao mà sẽ tạo trong cái bộ cái quả cầu trường xung quanh của mình để giúp cho mình cân bằng, để hút mấy năng lượng dư thừa, là mình không có lo nữa là mình có thể sống trong cái môi trường nóng bao nhiêu hay là lạnh bao nhiêu, nó không còn ảnh hưởng nữa, nếu mình có thể kiềm chế được những mấy cái nhiệt độ xung quanh mình. Thì cũng giống nhau thôi, cũng đây giải thích thêm chi tiết hơn nữa về ba lớp da của mình. Lớp da của mình nó có ba lớp ở dưới, nó tạo cái da của mình, rồi cái lớp nano. Bây giờ mình sẽ tạo cái lớp nano xung quanh cơ thể của mình để cho cái năng lượng nó chạy qua cơ thể của mình chứ không phải chạy vô cơ thể của mình. Làm sao mà bỏ tạo cái lớp nano để nó đưa cái năng lượng dư thừa hay là hút năng lượng dư thừa vào và nó không có ảnh hưởng xung quanh cơ thể của mình. Vậy làm sao biến cái lớp da của mình thành cái lớp nano đây để cho nó hút năng lượng dư thừa. Là mình không còn bị ảnh hưởng môi trường nữa. Cũng giống như bạn lưu ý mấy con thằn lằn, mấy con này nọ, khi nó đứt đuôi, nó biết dùng cái quá trình nano đó, nó không bị đau, nó sẽ mọc ra trở lại. Thì con người còn thua những mấy con kia, thì mình chưa biết làm sao áp dụng cơ thể của mình tối đa để tạo cái lớp nano đó để mình có thể sống trong môi trường nào cũng được. Đứt tay mình có thể một cái tay mới trở lại. Thì đó, trong sau này khi mà hiểu rõ ràng công nghệ này để phát triển thêm một cái trò chơi thú vị của dân gian này, và áp dụng công nghệ này để phát triển làm cuộc sống mình thoải mái hơn. Trong con đường đi trở lại thành một với ông trời. Xong đến đây là mình sẽ kết thúc, đây là hết rồi. Thì đó, những mấy cái này là mình chỉ cắt ra mấy cái đơn giản mình chia sẻ để cho hiểu biết thêm về cái công nghệ này, cái tác dụng, một cái áp dụng nữa. Thì mỗi người khi mà áp dụng công nghệ này, nhất như là trải nghiệm đi, nó mở rộng cái tầm nhìn của mình, hiểu biết thêm để mình khám phá thêm, để giúp cho mình hiểu biết thêm về công nghệ này và giúp cho mình cân bằng cơ thể của mình và mở rộng tâm thức, để mình hiểu thêm về bản thân của mình và linh hồn của mình là gì. Khi mình hiểu được, mình mới có thể đi trở lại thành nhất với vũ trụ. Okay, cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại hội thảo sau.